Nhóm hành khách làm loạn sân bay Nội Bài khi được yêu cầu chờ xe đưa đi cách ly bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm hành khách có thái độ chống đối với an ninh sân bay. Theo nhiều nguồn tin, nhóm hành khách sau khi bay từ châu Âu xuống sân bay Nội Bài đã được cơ quan chức năng kiểm tra y tế rồi yêu cầu đợi xe đến đưa đi cách ly. Trong những ngày gần đây, lượng khách từ châu Âu về nước tăng mạnh nên sân bay bị quá tải. Chính vì vậy, cán bộ đã yêu cầu hành khách thông cảm, chờ xe do quá tải. Tuy nhiên, một nữ hành khách đã phản ứng lại và cho rằng việc đứng đợi như vậy là mất thời gian, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và đòi tự cách ly tại nhà. Chưa hết, cô này còn lớn giọng đòi hỏi quyền lợi của bản thân và chê đồ ăn mà nhân viên Pháp là không ăn nổi. Một nữ hành khách trách móc cơ quan chức năng. Anh phải hiểu rằng chuyến bay có 4-5 người bị nhiễm thì cách ly cả chuyến. Còn chuyến bay của chúng em chưa có hiện tượng nào, tại sao bắt chúng em giam lẫn với nhau? Thế người chuyến bay sau xuống rồi lây nhau không? Bây giờ không quyết định nữa, cho bọn em về đi, bọn em ở đây để chết à? Chứng kiến thái độ của nhóm hành khách và người phụ nữ trên, nhiều người ngao ngán vì họ làm loạn sân bay, khiến cơ quan chức năng bị khó xử khi họ chỉ đang làm hết sức để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bức xúc với nhóm hành khách, cho rằng họ được voi đòi tiên và đã về nước nhưng lại quên mất mình cũng nên có một phần trách nhiệm chung lòng để chống dịch. Một người khác phẫn nộ: các anh chị cảm thấy bất tiện quá thì chủ động kiếm xe mà về khu cách ly. Mỗi ngày hàng ngàn người, an ninh phải trực 24/24, không thông cảm cho người ta thì thôi. Các người có biết giai đoạn này áp lực như thế nào không? Có khi tài xế xe còn chạy không có thời gian nghỉ để chở kịp khách về khu cách ly mà còn làm loạn. Về đông thì quá tải, bình tĩnh và chấp hành có tốt hơn không? Cảm thấy khó quá thì bay ngược về bên kia đi. Nghĩ mình là ai mà phải được nhận những ưu tiên trong khi tất cả đều như vậy? Câu chuyện còn gây chú ý đến những nghệ sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bức xúc chia sẻ: họ đã đối diện với quá nhiều căng thẳng rồi, cũng vì muốn góp phần bảo vệ cho người dân phía bên trong này được an toàn và dễ kiểm soát hơn. Họ đã chấp nhận đua mặt ra để đối diện với biết bao nhiêu sự rủi ro ngoài đó. Nhiều đó cũng đủ để nổi cáu hoặc căng thẳng rồi. Xin đừng có ai làm khó và gây náo loạn thêm ngoài sân bay nữa. Họ điên mất, hãy ngoan và dễ thương bạn ơi. Cũng theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, thì lượng người từ châu Âu về nước rất nhiều. Nội Bài lấy mẫu xét nghiệm tới 12 giờ đêm. Các cán bộ nhiều khi phải làm việc hết công suất, không có thời gian nghỉ. Chuyến bay mà có 4 người hoặc 5 người bị thì
là ok cả chuyến. Nhưng một chuyến bay của bọn em chưa có một hiện tượng nào. Thì tại sao bắt bọn em giam lẫn cả với nhau? Thế cái người vừa đi xuất xuống sân bay bị nhiễm của cái người chuyến chờ chuyến sang xuống. Lây nhau. Thế có phải lây nhau chết không? Ôi trời ơi. Thế bây giờ không quyết định nữa cho bọn em về, thì bọn em ở đây mà chết cả. Bây giờ là mình đang chờ xe để lên đón mình về. Anh ơi. Trời. Nhưng mà y tế nói là họ không liên quan. Bây họ giờ bọn em nói không liên quan vấn đề gì cả. Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh nhầm với các bộ phận bác sĩ á. Bác sĩ họ lên đây để họ làm lấy mẫu. Anh ơi, em bây giờ em chỉ nói một cái nhỏ như này. Bây giờ cái người anh không phân biệt được các bộ phận ở đây đâu. Anh quay đi, mọi người không biết. Thế thì anh ơi, đang làm chậm cái việc làm của các bộ phận ở đây. Thôi, mọi người có trách nhiệm lên trả lời cho mọi người trong mọi người. Anh mời đi. Người có trách nhiệm lên để trả lời cho mọi người, an tâm anh. Mọi người đều dịch giống như anh lên cho chưa đây.